Và lúc đấy nè tầm khí vừa một tuộc nhóm chưa thầm mong tiết vì môi nâng video thầm ấy nếu video này phong đá nhóm nâng nô mà rõm nè tầm khí một sân đáp nơi rương ra ư thầm mây mùi đòi từ tù bàn vì nẹ mình thí rôm tèm vào đây rồi bà gọt và nè tầm khí nè mình thí cứ chia nẹ sọc ôi chơi ad bần tê miền chơi đòi ca nghe rồi bà quạt bà chạm tháng ấy cứ quạt ruột xì tích tuốt quạt tinh phong tê bì bóng bà ô nẹ chân chăm tê trùng vô dục phong tê nâng cứ tê lụa nơi khang ở Phnom Penh đòi nhà mình rôm tiền cửa xa nâng cứ bàn tinh lan mùi cường bóng đá xâm rạp đặc ở khang Phnom Penh bàn tay nơi bê đài nạ minh từ dột bồn tia nơi ai cần lại kia chân chấm cứ nạ minh đi cả hai thà và rô mọ và chi rô mọ con bay rô bò bà đây nạ minh nâng nằm bay từ dột bồn tia cái đôi chơi rô bồn tia màu bì ở trùng chấm nay ai rương ra rồi bọn nẹ mình cứ bà nà cát lang cà bị pram khai môn cà nốt nẹ mình bàn nì dì riêng rộp thà phê nâng nẹ mình prom tèm bà đấy cà bà nà riêng chóm từ rơ bông tì nừ cần lại kê chân chấm nơi ai à tì viên muối ở TV lô phong đá cứ nơi chung ngày bị phùm rồi bọn em mỹ đây bà hai chưa đọc cái lô đây bà hai chưa đọc cái lô chẳng nè mình trở tay thưa đồng nào trên tới màu bà chìa buồn trên đồng nào màu bà chìa buồn chẳng tới thì bà chìa cả là mong từ mong buồn cả lại buồn cả lại nắng khúc là hồ từ đó màu pram từ bờ chập đà mà được bông tia tại mà đòn rồi hai nó ba chỉ mà mau màu bồ môi vậy nó có riệp cho mày bán từ lọp một tẹo mình nước pê đa nẹ mình còn vừa đầm nà vì nẹ bà đấy là mấy từ tình bông tia nốt bây giờ quát từ đó tẹt cần là phải mà tô rồi bà quát có bàn thù tô có phụ bà quát nâng có bàn thù ấy quát có bàn à chọn một mớ mà chọn bài từ còn mà tô rồi bà quát bây giờ chụp bài tới cứ việc thu bình mến bên tay vì mình thu rồi hô to là dương chỉ mình rồi nhiều tiền cứ thu là mồm nhưng ngay chỉ cá bên tay còn thật thà vì bà riêng ốc bà riêng ốc tịch tịch đã mấy bạn rip rop thà về đài về nét mơ mà tô rồi giờ hoa hới mình prom tèm vào đây nên các bạn đi mà tô từ mục mình to tiền đào chi nông là bướn dứt dứt mình hiền ở chi lươn nội tề ai thà vì ốc trong thâm mò vừa ở việc thề rồi có việc bài về đây là mình chi từ đó riêng chừng ngày bình tích đây bà hai chi 10 kg vì cần lại đài mà tô chập đam thù tam đại minh chạm bán nơi hàng sẽ đam đáy cứ miền tuôn môi tối tại miền đam cỏ sang môi thùng đầu chỉ thò mà đá đam cỏ sang nơi thì nốt cứ tại anh tại miền play rọ phong đài ngày đón ấy nên từng ngọt nía về đại con đi từ đó chúng nói nốt quát cơ bản cái lấy từ mơ làm đáy bây đây cái lấy từ mơ quát cơ bản khơi mà đâu
ម្នាក់ស្លៀកពាក់រៀងស្លោះអសនេះទាំងអស់គ្នាមនុស្សម្នាក់ស្លៀកពាក់រៀងសកំពុងតែអង្គុយសំយ៉ងជើងនៅលើមេឃក្រសាំងសំយ៉ងជើងមករកផ្លូវនៅលើមេឃក្រសាំងគាត់ឃើញដូចនោះគាត់មិនទាន់ហ៊ានប្រាប់ប្តីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ក៏បានបែរមុខចេញប៉ុន្តែក៏ក្លេកទៅមើលម្ដងម្កាលដែរ រហូតតរតែគាត់ពីផុតរៀងឆ្ងាយគាត់ក៏បានអនុញ្ញាតប្រាប់ប្តីរបស់គាត់តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់មិនជាខ្លាចអីខ្លាំងដែរហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថារៀងកក់ក្តៅដោយមានប្តីរបស់គាត់ទៅជាមួយពេលដែលប្តីរបស់គាត់បានឃើញ គាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថារៀងភ័យខ្លាចតិចតិចដែរតែគាត់មិនសូវជាខ្លាចខ្លាំងទេដោយហេតុថាប្តីរបស់គាត់នឹងជាធម្មតាគាត់មិនសូវជាជឿបាទមិនសូវជាជឿនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងចឹងហើយទោះបីគាត់ឃើញផ្ទាល់ក៏ដោយក៏គាត់មិនសូវជាខ្លាចមិនសូវជារអាប៉ុន្មានដែរ បន្ទាប់ពីដឹងនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះហើយប្តីក៏របស់គាត់ក៏បានប្រាប់ទៅដល់អ្នកមីងថាអូមិនបាច់ទៅខ្លាចអីទេបាច់ទេគ្រាន់តែគេពេលខ្លះគេធ្វើយើងឃើញហើយយើងដឹងប៉ុន្តែគេមិនបានធ្វើយើងខ្លាចខ្លាំងនោះទេយើងមិនបាច់ទៅខ្វល់ទេគេនៅដោយគេយើងនៅដោយយើង គេរកស៊ីរឿងគេយើងរកស៊ីរឿងយើងអញ្ចឹងមួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ក៏បានទៅដល់ទ្រង់ទាមួយក៏បានទិញពងទាគេរៀបចំរួចរាល់ដាក់បាទរបស់របស់គាត់រួចរាល់គាត់ក៏ធ្វើដំណើរជិះត្រឡប់មកវិញឡងកាត់ផ្លូវដដែលពេលនោះផងដែរអ្នកមីងគាត់បីដូចជាមិនអស់ចិត្តគាត់ក៏បានកលែកទៅមើល នៅលើដើមក្រសាំងនោះតែពេលដែលកលែកទៅគឺមានសភាពធម្មតាមានសភាពធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីដែលគេកត់សម្គាល់បាទក៏ដូចជាអ្នកមីងកត់សម្គាល់ឃើញផងដែរនៅលើទួលនោះគឺមានបាទផ្នូរនៅ3 4ជាមួយនឹងបាទផ្លាកឈូសមើលពីស៊ីម៉ង់នៅខាងមុខហ្នឹងបាទរាងចំណាស់ មួយសន្ទុះក្រោយមកអ្នកមីងក៏បានជិះរ៉ឺម៉ករបស់គាត់នឹងផុតពីទីនោះរួចក៏មកដល់ផ្ទះរៀបចំអីវ៉ាន់ដើម្បីត្រៀមធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងព្រំពេញដើម្បីយកទៅលក់ជូនម៉ូយរបស់គាត់ពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគឺគាត់ក៏បាននឹកឃើញនៅរឿងនឹងតិចតិចតែប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មិនសូវជាខ្លាចដែរ គ្រាន់តែថាគាត់ខ្លាចតិចតិចបាទខ្លាចតិចតិចនេះគឺជារឿងរ៉ាវពិតមួយរបស់អ្នកមីងធីព្រមទាំងប្តីរបស់គាត់ធ្វើការចែករំលែកមកកាន់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើការចែករំលែកបន្តជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់កំតានក៏ដូចជាការយល់ដឹងខ្លះៗផងដែរបាទអ្នកទាំងអស់គ្នា ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់នឹងការថាទីបាយក៏ដូចជានិទានរឿងឡើងវិញពីសំណាក់ខ្ញុំបាទជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ជាមួយនឹងអត្ថន័យក៏ដូចជាសាច់រឿងថ្មីប្លែកផងដែរបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូបន្ទាប់